Hot, Trường Giang thay thế Trấn Thành, Trương Thế Vinh rời chạy đi chờ chi. Từ khi Running Man bản Việt hóa thông báo trở lại, thông tin về dàn cast là chủ đề khiến người hâm mộ nóng lòng muốn biết nhất. Đặc biệt, ekip sản xuất của mùa 2 đã thay đổi và họ đã thông báo ngay từ đầu về việc sẽ có sự chuyển biến trong dàn cast của mùa 1. Năm 2018, Chạy đi chờ chi phiên bản Việt của Running Man lên sóng với dàn thành viên cố định bao gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần, Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Chun Phạm, Liên Bình Phát. Ở thời điểm đó, chỉ có Trấn Thành, BB Trần và Ngô Kiến Huy, Ninh Dương Lan Ngọc là quen mặt với các show truyền hình. Tuy nhiên, dàn cast đã làm việc với nhau cực kỳ ăn ý và điều đó góp phần làm nên thành công vang dội cho Chạy đi chờ chi. Mới đây, một trang fanpage chuyên về thông tin showbiz tiết lộ vai trò của Trấn Thành trong Running Man bản Việt sẽ được thay thế bởi Trường Giang. Ngoài ra, BB Trần cũng sẽ rời chương trình cùng với Trương Thế Vinh. Điều này gây nhiều bất ngờ cho cộng đồng mạng bởi trước đó có thông tin cho rằng Ngô Kiến Huy mới là người phải nói lời chia tay. Bên cạnh đó, thông tin về các thành viên mới được bổ sung vào đội hình là Jack và Thúy Ngân cũng không mấy bất ngờ. Cả hai đều là gà cưng của đơn vị sản xuất chương trình nên điều này có thể đoán được. Tuy nhiên, không ít người tỏ vẻ lo ngại tính cách ít nói của Jack sẽ khiến anh bị nhạt so với những người khác. Vậy nhưng, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi thêm thông tin từ chính ban tổ chức chương trình mới có thể chắc chắn ai ở ai đi. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí DNews để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.